Quy trình thiết kế thi công nội thất mang phong cách đương đại, nội thất Đức Dương chú trọng vào không gian sử dụng, nghệ thuật thể hiện thì giữ chừng mực và có giới hạn riêng bằng cách là cân bằng các đường thẳng, yếu tố điêu khắc, trang trí và đặc biệt là những gam màu từ vật liệu tự nhiên. Quy trình thiết kế thi công 7 bước thì sẽ kiến tạo nên một không gian sang trọng, thời thượng hơn, thịnh vượng hơn và ấm cúng, yên bình hơn cho người sử dụng. Và nếu như bạn là một người thích những phong cách, những đường nét linh hoạt, sắc sảo như thế này thì không gian này sẽ mê hoặc bạn.